Mời quý vị và các bạn cùng xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý như sau. Tổng kết xây dựng nông thôn mới 2021. Hội An quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2022. Hội An thành lập khu điều trị F0 tầng 2 tại Bệnh viện Hội An. Thông báo về vụ việc lật cano du lịch tại cửa đài Hội An. Cùng các phóng sự ghi nhận việc bán vé tham quan và phát triển du lịch xanh tại Hội An. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, Ủy ban dân thành phố Hội An vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn năm 2021 và triển khai kế hoạch chương trình công tác năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố Hội An vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn năm 2021 và triển khai kế hoạch chương trình công tác năm 2022. Năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, nhưng thành phố đã nỗ lực và tổ chức thực hiện chương trình đạt kết quả. Xã Cẩm Thanh được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã Tân Hiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng 1 tỷ đồng để xây dựng chương trình phúc lợi. Thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng 100 tấn xi măng. Thành phố đã thẩm tra và hoàn thành hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định xét công nhận xã Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Công tác cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển đường hoa, cây xanh ở khu dân cư trên địa bàn các xã được chú trọng. Tại cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn tường đường đẹp ở nông thôn trên địa bàn tỉnh, thành phố đạt 2 giải ba, hàng rào cổng ngõ đẹp và tuyến đường đẹp, và một giải khuyến khích khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đẹp. Tuy vậy, toàn thành phố vẫn chưa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 3 trên 4 xã bị rớt tiêu chí xã nông thôn mới. Xã Cẩm Thanh rớt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Thôn Phước Trung, xã Cẩm Kim chưa được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tất cả tập trung chủ yếu ở tiêu chí về thu nhập và các tiêu chí mềm về văn hóa, an ninh trật tự, v.v. Một số mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 cũng còn tồn tại, hạn chế, cần kịp thời khắc phục và có giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thành phố Hội An vừa tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2022 phù hợp với tình hình địa phương, với hai phương châm cơ bản thiết thực vững chắc và cơ bản thiết thực chất lượng. Năm nay, lực lượng vũ trang thành phố phấn đấu tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự địa phương. Yêu cầu đặt ra trong buổi huấn luyện lần này là toàn lực lượng quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện của cấp trên, xây dựng kế hoạch huấn luyện, tiến trình biểu giáo án huấn luyện, thông qua đúng phân cấp và tổ chức huấn luyện đúng quy định. Kết thúc huấn luyện phải đạt từ 75 đến 80% khá giỏi trở lên và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dịp này, các lực lượng đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề đổi mới sáng tạo, rèn luyện nghiêm, quyết thắng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Ủy ban dân thành phố Hội An vừa tổ chức khảo sát và họp xin ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam để giải quyết những vướng mắc khó khăn trong việc thành lập cơ sở thu dung điều trị F0 tầng 2 trên địa bàn thành phố. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh, lãnh đạo thành phố cùng đại biểu các ban ngành liên quan tập trung thảo luận các vấn đề về việc thiếu hụt vật tư y tế, nhân sự, những khó khăn bất cập về tài chính cho các bệnh viện, trung tâm y tế. Thành phố Hội An đã thống nhất thành lập khu điều trị F0 tầng 2 tại Bệnh viện Hội An, yêu cầu bệnh viện lập kế hoạch cụ thể về nhân sự, thiết bị vật tư cũng như cơ chế tài chính để thành phố xem xét thông qua. Đối với Bệnh viện Thái Bình Dương, bên cạnh công tác hỗ trợ thành phố trong việc điều trị F0, bệnh viện sẽ mở dịch vụ điều trị theo yêu cầu. Lãnh đạo thành phố Hội An cũng đã chỉ đạo phòng tài chính kế hoạch hướng dẫn hỗ trợ giải quyết các vấn đề về tài chính cho các bệnh viện, trung tâm y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chiều ngày 1 tháng 3, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về vụ lật chìm cano chở khách du lịch trên vùng biển cửa đại khiến 17 người thiệt mạng vừa qua. Theo thông tin tại buổi họp báo, ngay sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng chức năng, doanh nghiệp và ngư dân đã nhanh chóng triển khai việc cứu nạn. Cạnh đó, tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An và người dân đã tích cực hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần các nạn nhân và người thân trong vụ tai nạn. Thời gian tới, tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An sẽ thực hiện nhiều giải pháp như tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là trong vận chuyển khách du lịch, đồng thời kiến nghị các cấp các ngành những vấn đề có liên quan, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự như vụ chìm tàu tại vùng biển cửa đại vừa qua. Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Sau vụ lật chìm cano xảy ra tại cảng cửa đại, tỉnh và thành phố Hội An cùng cộng đồng nhân dân trong và ngoài thành phố Hội An, nhóm thiện nguyện Tươi Sáng đã rất tình nghĩa và trách nhiệm
điều động phương tiện, nhân lực, ngày đêm nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời các gia đình, làm tang lễ, lo hậu sự chu đáo, tiễn biệt người gặp nạn khi được đưa về quê nhà. Trước khi rời Hội An, thân nhân của các nạn nhân đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với nghĩa cử và tình cảm nhân văn thuần hậu, sự tận tâm tận tình của người dân, chính quyền thành phố Hội An cũng như tỉnh Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn xem tiếp chương trình truyền hình thành phố Hội An với những thông tin liên quan đến các hoạt động du lịch. Thời gian qua, Hội An tiếp tục được nhiều tổ chức uy tín và khách du lịch quốc tế bình chọn và vinh danh. Trong đó, Hội An được bình chọn là một trong 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới cho ngày Valentine hay top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022. Hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, rất nhiều khách du lịch quốc tế chưa thể trở lại Hội An. Tuy vậy, việc Hội An liên tục được bình chọn và vinh danh ở các hạng mục điểm đến du lịch đã cho thấy sự yêu mến của du khách đối với Hội An. Hiện nay, khi mà chính phủ đã có chủ trương mở cửa du lịch quốc tế, Hội An đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để chào đón du khách quốc tế quay trở lại trong thời gian đến. Hiện nay, thành phố Hội An đang chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho các chương trình trong năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022. Với các tiết mục được dàn dựng đặc sắc, công phu, sân khấu hoành tráng, lễ khai mạc diễn ra vào tối 25 tháng 3 tại Đảo Ký ức Hội An, hứa hẹn mang đến một chương trình mở đầu đầy ấn tượng cho năm du lịch quốc gia. Bên cạnh lễ khai mạc, Hội An còn tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như chương trình Nét xưa phố Hội tại khu phố cổ. Mở đầu là triển lãm ảnh về vùng đất Hội An, Quảng Nam và trưng bày du lịch Hội An qua những trang sách. Chương trình nghệ thuật trên sông Đêm Hoài Giang và hoạt cảnh trang phục Hội An ký ức thời gian. Không gian ẩm thực món xưa với các món ăn đặc sản, chợ phiên Hội An với đủ các mặt hàng trưng bày từ các làng nghề nổi tiếng trên khắp cả nước và các sản phẩm nông sản, đồ handmade, sản phẩm ô cốp, v.v. Hội An còn là nơi tổ chức các hoạt động hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường như tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh tỉnh Quảng Nam, lễ công bố tuần du lịch xanh và bộ tiêu chí cấp chứng nhận tiêu biểu trong số doanh nghiệp tiên phong, hội thảo phát triển du lịch xanh Quảng Nam, lễ phát động thực hiện thí điểm mô hình du lịch xanh, v.v. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến nay, thành phố Hội An vẫn duy trì chương trình giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống nhằm thu hút du khách. Đây được xem như lời cảm ơn gửi đến tất cả du khách đã chọn Hội An làm điểm đến trong thời điểm này. Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, mỗi ngày đều có du khách đến tham quan, khám phá các giá trị riêng có của làng gốm truyền thống Thanh Hà, Hội An. Riêng trong tháng 2 vừa qua, đã có gần 800 lượt khách mua vé tham quan làng nghề này. Em thấy việc mua vé là bình thường mà, bởi vì mình tham quan, mình tận hưởng dịch vụ ở đây thì mình cũng phải nên đóng góp một chút gì đó cho người dân, cho Hội An. Vé thì hiện tại thì thật may mắn là bởi vì đang đợi kích cầu du lịch đó, nên là vé thì tụi em đi hai người chỉ cần mua một vé thôi và vẫn có quà mang về. Tại khu phố cổ Hội An, hoạt động hướng dẫn tham quan tổ chức trở lại từ mùng 4 tháng Giêng. Với chủ đề về phố hội du xuân, Hội An đã giới thiệu các chương trình tham quan liên kết, các gói khuyến mại kích cầu với hàng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật đã thu hút đông đảo du khách tham gia. Chỉ từ mùng 4 đến 16 tháng Giêng, có gần 12.300 lượt khách mua vé tham quan hai hội quán Phúc Kiến và Quảng Đông. Trong tháng 2 năm 2022, Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An đã đón gần 3.000 lượt khách mua vé tham quan khu phố cổ. Du khách đến tham quan trải nghiệm tại Hội An ngày càng tăng sau một thời gian dài do ảnh hưởng của dịch bệnh đã tạo không khí phấn khởi cho cộng đồng địa phương và doanh nghiệp. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến nay, Hội An vẫn duy trì chương trình giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống nhằm thu hút du khách. Đây được xem như lời cảm ơn gửi đến tất cả du khách đã chọn Hội An làm điểm đến trong thời điểm này. Hàng ngày, Hội An đón hàng nghìn lượt khách du lịch. Tuy nhiên, số du khách mua vé tham quan vẫn còn khá ít. Việc mua bán vé tham quan phố cổ thì mình thấy được rất là hợp lý. Các di sản này thì mình cũng cần phải được bảo vệ bởi vì nó cũng là danh lam thắng cảnh của mình. Cả mọi người thì cũng nên góp phần mua vé để tạo điều kiện cho những khu danh lam được tốt đẹp hơn. Mua vé đấy thì mình cũng góp được biết được các địa điểm danh lam thắng cảnh của Hội An. Cho nên là mình cũng thấy là mua vé là hợp lý. Hoạt động bán vé tham quan trọn gói khu phố cổ Hội An được thực hiện từ năm 1995 đến nay và đã có những thay đổi cho phù hợp với thực tế. Việc bán vé và hướng dẫn tham quan đã và đang nhận được sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành và du khách. Được biết, 85% nguồn thu từ bán vé tham quan dành cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa thế giới Hội An, góp phần tạo điểm đến thân thiện, an toàn
xây dựng Hội An thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại Hội An đã tiên phong xây dựng sản phẩm du lịch xanh, một xu hướng phát triển bền vững mang tính toàn cầu. Gần chục năm qua, An Villa ở Cẩm Thanh, Hội An đã có hệ thống phân loại xử lý rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, sử dụng vật dụng thân thiện môi trường, tái sử dụng, tái chế rác thải. An Villa cũng cảm thấy rất là vui bởi vì là cũng được đóng góp một cái phần nhỏ bé trong một cái chiến dịch rất là lớn, không chỉ ở Hội An hay là Việt Nam mà thực sự là toàn cầu. Bởi vì đây là một vấn đề hiện giờ đang rất là nóng. Các chủ đầu tư đây cũng nhận thức được vấn đề này từ khi mà chưa có ý định để hình thành một cái không gian như thế này. Mình cũng muốn là làm một cái môi trường mà thân thiện, gần gũi với thiên nhiên. Và cái việc nhỏ nhất mình có thể bắt đầu làm từ lúc đầu, từ khi khởi dựng đến bây giờ, đó là việc phân loại rác. Cụm từ sống xanh Zero Waste không còn xa lạ trong hệ thống giá trị cốt lõi và nhận diện thương hiệu của các doanh nghiệp du lịch Hội An. Đã có hàng chục doanh nghiệp cung cấp sản phẩm vệ sinh cá nhân, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh giảm thiểu bao bì nhựa, xây dựng điểm trao nhận miễn phí hay tổ chức chợ phiên địa phương, mua bán trực tiếp, giảm bao bì, thực hiện chương trình tour vớt rác trên sông, trên biển, v.v. Từ năm 2019, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã khởi động dự án quản lý rác thải ở các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn tiên phong tại Hội An với mục tiêu từng bước kiểm soát rác thải, thực hiện phân loại, tái chế, cung cấp giải pháp, kết nối phát triển các sản phẩm, dịch vụ, xây dựng mô hình học tập du lịch trải nghiệm tìm hiểu về rác, cùng chia sẻ giá trị bền vững. Tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam với sự đồng hành của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh Green Hub và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN đã ký kết và công bố khung kế hoạch doanh nghiệp giảm rác thải hướng tới xây dựng Hội An điểm đến xanh giai đoạn 2021-2023. Kế hoạch phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025 được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành tháng 8 năm 2021 với mục tiêu đưa du lịch Quảng Nam phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử địa phương. Thành phố Hội An là địa phương đầu tiên được tỉnh chọn xây dựng mô hình du lịch xanh điểm theo Bộ Tiêu chí Du lịch Xanh, làm cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp khác học tập nhân rộng. Có thể nói đây là một cái kế hoạch đầu tiên của cả nước và rất là có thể gọi là may mắn cho Hội An. Trong kế hoạch này chọn Hội An làm thí điểm. Thì các bạn có thể biết là khi mà đặt cái vấn đề du lịch xanh thì nó vô cùng phù hợp với cái bối cảnh hiện nay, tức là hậu Covid. Du khách, người dân đều trông mong những sản phẩm du lịch bền vững, du lịch thân thiện, du lịch an toàn. Tiên phong du lịch xanh của chính quyền và cộng đồng, doanh nghiệp tại Hội An hoàn toàn phù hợp với chủ trương xây dựng Hội An thành phố sinh thái. Đây cũng là tâm điểm chủ đạo để Quảng Nam đăng cai năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh về phát triển du lịch xanh mà chúng ta vừa xem đã khép lại chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.